Kênh Sinh Kiên Giang Vlog xin chào tất cả mọi mọi người nha. Quay quay quay. Con gì? Con gì? Hả? Đó. Xong. Rồi hết rồi. Rớt rớt đây. Xong. Đây mùng 2 của mình nhà mọi người. Đâu có thấy mặt đâu. Đây tôm. Chuẩn bị hấp nước dừa. Mời mọi người vô bếp nha. Đây. Mùng 2 có vậy thôi. Tôm luộc nước dừa. Đây. Chút bỏ tôm vô. Bỏ tôm vô Nguyễn. Xôi xôi Nguyễn ơi. Bỏ cái anh quay ra quay nè. Bỏ vô Nguyễn. Tôm dưới Cà Mau tài trợ nha mọi người. Quá luôn. Quá dữ. Đây, đổ bánh xèo. Hai món. Mùng 2 nha mọi người. Vui vẻ. Mình ra vườn hái rau nha cả nhà. Đây, rau hái hồi bổm xèo luôn. Rau rừng. Nó háo một gỗ luôn. Cây nhà lá vườn. Đây. Tôm hấp nước dừa nè. Chín rồi nha mọi người. Giờ đổ ra. Đây à. Ừ, đổ vô. Quá đã. Sao vậy? Trời, đổ một cái coi. Chuyên nghiệp chưa? Quá đẹp. Đây bào làm nước mắm nha. Bà nó nhiều hơn. Nó bầm. Bầm nhiều hơn. Vừa vừa gói. Tới 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 nè. Vô 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 vô. Ở ngoài đây. Mời mọi người thưởng thức nha. Chỗ tránh tới xin anh tụi quý bán anh với một chí đi bán đi đi hay là rồi. Một chí bạn của Nguyên là ẩm không đó mà. Ổng ngừng nhỏ nó ẩm hoài. Ôi, mùng 2 anh em sum họp. Quá đi rồi. Tối ngày đi qua nhà chứ nó quay vậy chứ. Quay đây mua sắn quay quay cá qua ngoài tiếp bao rồi. Chị ơi, tao có tiền có tao có tài vậy. Quay mồi không à. Quay mồi ba là chết luôn. Quay mồi ba. Bây giờ, bây giờ. Copy nó phí. Tao quay quay đi nè. Hai người ta ngồi kế nhau đó. Nhưng ra nhậu nè. Thiếu thang. Chuẩn bị nấu gà nữa mọi người. Cháo gà nữa. Đây. Rồi, xin chào mọi người nha. Hẹn mọi người clip lần sau nha mọi người. Chúc mọi người vui vẻ.